bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Mingy tại bản tin tốc chiến eSports tuần này. Hãy cùng nhìn lại những diễn biến của tuần vừa rồi để xem rằng những cái tên đầu tiên nào sẽ có mặt tại Icons năm nay đã được tìm thấy trong tuần thi đấu vừa rồi nhé. Trong tuần đấu vừa rồi của WCF Finals, Cerberus thất bại đáng tiếc trước Buriram, khiến cho Việt Nam không thể sở hữu hai chiếc vé để có thể đến với Icons năm nay. Tới với tuần thi đấu tiếp theo của WCS Final, Cerberus đã tiếp tục đối đầu với lại PSO ở nhánh thua để tìm được cơ hội thứ hai ở lại mùa giải năm nay. Dù không được đánh giá là đội tuyển mạnh, song những chàng trai đến từ Indo cũng đã có màn trình diễn quả cảm trước bầy chó ba đầu. Đặc biệt là phải kể đến màn phối hợp ăn ý giữa Galio của trợ thủ Henry và Lee Sin của người đi rừng Sola. Tại bảng đấu thứ hai, đối mặt với sự xâm lăng của đối thủ ở khu vực bùa xanh, bộ đôi này đã chủ động phản công và bất ngờ tiêu diệt 4 thành viên của Cerberus. Tuy vậy, sự bản lĩnh và kỹ năng cá nhân vượt trội đã giúp cho Cerberus lấy lại thế trận chỉ ít phút sau đó. Cuối cùng, PSO vẫn phải chịu thua trắng 0-3 và Cerberus đã tiếp tục lọt vào bán kết của nhánh thua một cách đầy thuyết phục. Ở một diễn biến khác, nhánh thắng lại xảy ra hai cuộc chiến vô cùng căng thẳng giữa RRQ với Flashwolf cùng với Buriram và Team Flash. Ở cặp đấu đầu tiên, Flashwolf vẫn tỏ ra vô cùng tinh quái như một bầy sói già ma mạnh. Lựa chọn Darius ở vị trí đường Baron, Isera đã không làm cho đồng đội phải thất vọng khi thành công bắt chết Senna ở chủ lực Maki trong pha giao tranh đầy chớp nhoáng. Nhờ vậy, Flashwolf tiếp tục chứng minh khả năng nắm bắt thời cơ vô cùng hoàn hảo mà các tuyển thủ Đài Bắc đang sở hữu ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, RRQ cũng không phải dạng vừa khi lập tức đáp trả Flashwolf bằng sức mạnh khủng khiếp của Khazik trong tay người đi rừng Cha. Sử dụng chiến thuật hai hỗ trợ, Cha đã có một màn trình diễn thăng hoa và đạt KDA 10-09. Cứ như vậy, cả đội liên tục ăn miếng trả miếng và khiến cặp trận BO5 phải kéo dài tới ván thi đấu cuối cùng. Dù vậy, cục diện cuối cùng cũng ngã ngủ khi xạ thủ Maki của RRQ liên tục để Flashwolf bắt lẻ ở ván thi đấu cuối. Nhờ vậy, Flashwolf đã vươn lên tỷ số 3-2 và tiếp tục lọt vào trận chung kết nhánh thắng của WCS Final. Tương tự như Flashwolf, Team Flash cũng đã bị Buriram gây rất nhiều khó dễ ở cặp bán kết khi mà mất đi chuỗi thắng bất bại 13 trận của mình. Với lối giao tranh chớp nhoáng và mạnh mẽ, Team Flash đã áp đảo các tuyển thủ Thái Lan ở hai ván thi đấu đầu tiên mà không gặp quá nhiều khó khăn. Thế nhưng, đến ván thi đấu thứ 3 và thứ 4, Team Flash đã vô tình để cho siêu hỗ trợ What The Jet có được con bài Trash thương hiệu và tạo cơ hội đánh chàng này tỏa sáng với những pha combo thân sâu để gỡ hòa hai đều một cách chớp nhoáng. Team Flash lập tức thay đổi chiến thuật và sử dụng lối đánh bảo kê chặt chẽ xoay quanh xạ thủ Ellie. Dù phải đối mặt với những pha combo hất tung cực kỳ khó chịu của Rakan của What The Jet, song sự bình tĩnh cùng với khả năng điều phối ổn định đã giúp cho Team Flash có được một suất tiếp theo đối đầu với Flashwolf ở trận chung kết nhanh thắng. Đáng tiếc thay, Cerberus lại không thể làm được những điều mà các thành viên Team Flash thực hiện khi đối mặt với lại Buriram United. Tiếp tục là con bài Thresh, What The Jet vẫn là một thế lực đe dọa tới tất cả thành viên của Cerberus khi phối hợp với Diana của Akeni. Chỉ xoay quanh hai vị tướng này, Buriram United đã hoàn toàn áp đảo toàn bộ đội hình của Cerberus trong 3 ván đầu và tiễn hạt giống số 2 của Việt Nam rời xa cơ hội tới với được Icon 2022. Khép lại tuần thi đấu thứ 2, 4 đội tuyển góp mặt tại giải đấu tốc chiến lớn nhất trong năm đã được xác định bao gồm có Team Flash, Flashwolf, Buriram United và RRQ. Như vậy, tuần thi đấu tới đây cũng sẽ là tuần thi đấu cuối cùng của WCS Final và đội tuyển tốc chiến mạnh nhất khu vực Đông Nam Á sẽ dừng lộ diện sau những ngày tháng chờ đợi. Hai trận tứ kết đầu tiên của WRL đã được diễn ra trong tuần đấu vừa rồi với thể thức BO3 cho mỗi cặp đấu. Mỗi trận BO7 nâng tổng số ván đấu mà hai đội có thể sẽ phải tranh chấp lên đến tận 21 ván. Tới với vòng playoff, Weibo Gaming và GDG đã mở màn với 3 cặp trận BO7 hết sức dài hơi và kéo dài xuyên suốt gần một tuần thi đấu. Mở màn đầy mạn nhạc với chiến thắng 4-2 thuộc về đại diện ưu thế hơn, GDG đã vực dậy từ vòng Seed Decider sau khi làm gọi OC và tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao vốn có của mình. Ở lượt trận BO7 đầu tiên, thế trận cả hai đội tuyển vẫn khá tương đồng và liên tục xảy ra những tình huống ăn miếng trả miếng cực kỳ mạn nhạc. Thế nhưng, từ trận đấu số 4, GDG đã tìm được phương án phản công phù hợp sau khi người đi rừng Giang của Weibo Gaming quá tham lam trong việc tìm cách hạ gục chủ lực Thamless một cách rất đơn độc. Bằng việc xoay quanh đội hình thiên về giao tranh tổng, GD Gaming đã đặc biệt chú trọng tới vòng rừng của Giang và liên tục tìm kiếm những sơ hở nghiêm trọng để làm chủ được thẳng thời gian đầu trận. Đặc biệt nhất phải kể đến sự khéo léo của đầu tàu Sido với con bài Khazik đã liên tục kiểm soát hoàn hảo các mục tiêu lớn và thành công thực hiện một cú nhảy 3 lần cực kỳ đẹp mắt trước toàn bộ đội hình mỏng manh của Weibo Gaming. Nhận thấy điểm yếu chiếm anti-gian, WBG đã nhanh chóng bàn bạc lại chiến thuật mới và có một màn comeback ngoạn mục ở lượt trận BO7 thứ 2.
Sau áp lực tâm lý nặng nề ở lượt trận thứ nhất, Giang đã bình tĩnh và thử sức với nhiều màu sắc mới lạ hơn ở khu vực rừng quen thuộc của anh chàng này. Kết thúc với một 2-6 0-3, Weibo Gaming đã chứng tỏ họ vẫn xứng đáng được xem là một trong những ứng cử viên mạnh nhất của WRL 2022 và đã sẵn sàng bước tiếp vào vòng bán kết sắp tới. Tuy nhiên, GDG mới là đội tuyển xứng đáng hơn khi tiếp tục giành được chiến thắng ở lượt trận BO7 thứ hai với tỷ số là 4-2. Lần này, bộ đôi Timeless và Doki là những cá nhân xuất sắc nhất khi phải đối mặt với lại Weibo Gaming. Qua việc kết hợp hai bộ chiêu thức vô cùng khó chịu từ Galio và Karma, đội hình giao tranh tổng của Weibo Gaming gần như bị counter hoàn toàn và không thể ngóc đầu dậy nổi. Với những vị tướng yếu máu như Khazik, Ari, Koki, cuối cùng GG đã giành được vị trí đầu tiên ở trong vòng bán kết WRL 2022 với một kết quả hoàn toàn thuyết phục và mãn nhãn. WNS Bắc Mỹ cũng đã tìm ra được hai đại diện cho khu vực này để đến với Icons năm nay. Đây là hai cái tên cực kỳ quen thuộc với các fan hâm mộ eSports, Immortals và Sentinels. Hòa theo bầu không khí của Icons 2022, các đội tuyển top 9 đến từ khu vực Bắc Mỹ đã bắt đầu chiến dịch thanh trừng để tìm ra những đại diện mạnh nhất tham dự giải đấu lớn nhất trong năm diễn ra vào tháng 6 tới đây. Khởi động vòng playoff với 8 đội tuyển sừng sỏ: Immortal, AEL, SSK, Cloud9, Sentinel, NME, Tribal Gaming, SNT và WNS sẽ thi đấu theo thể thức Double Elimination quen thuộc để tìm ra hai đội tuyển mạnh nhất đủ điều kiện tới với Icons 2022. Ngay trong ngày 29 tháng 4 vừa qua, WNS đã phát sóng liên tục 9 giờ đồng hồ để tiến hành thi đấu một nửa hành trình của vòng playoff. Mặc dù vậy, vẫn có những cái tên vô cùng nổi bật thể hiện phong độ thi đấu đỉnh cao trước các đội tuyển còn lại của giải đấu. Điển hình như Immortal, đội tuyển đang sở hữu thành tích bất bại cũng như lượng fan hùng hậu nhất trong tổng số 8 cái tên tham dự WNS 2022, hạ gục SSK và Sentinel. Có thể khẳng định rằng cái tên bất tử mà họ tự đặt cho mình là một lời khẳng định hoàn toàn có căn cứ. Dù phải tái đấu với Sentinel ở trận chung kết tổng, họ cũng chỉ sải chân đúng 2 ván đấu và liên tục áp đảo toàn bộ đội hình đối thủ trong cả 4 ván. Xây dựng lối chơi xoay quanh hai chủ lực chính là Hun và Gume, Immortal tỏ ra vô cùng mạnh mẽ ở các trận đấu kéo dài về lay. Đồng thời, khả năng kiểm soát tài nguyên vô cùng vượt trội. Cùng với Sentinel, chắc chắn hai ứng cử viên này sẽ là một mối đe dọa đáng gờm tại giải đấu Icons 2022 sắp tới. Tại Y2 Brazil, hai thất bại liên tiếp của TSM tại vòng playoff khiến cho họ buộc phải dừng chân tại WBR năm nay. Vòng playoff của WBR cũng đã diễn ra vô cùng gay cấn trong những ngày thi đấu vừa qua. Mở màn cho ngày thi đấu đầu tiên, các đội tuyển yếu thế đã có màn trình diễn điên rồ khi liên tục đánh bại top 3 ứng cử viên vô địch và lọt sâu vòng trong. Đầu tiên, TSM đã để thua sát nút với team VK tỷ số 2-1 trước sự tỏa sáng của Z trong tay midlaner Katrina. Ngay sau đó, OMH cũng đã chứng minh được bản lĩnh kiên cường khi họ hạ gục được Los Randes với bài dị Raven trong tay xạ thủ Omine. Thậm chí, DMX còn để thua trắng 0-2 trước B4, họ một lần nữa phải đối đầu với Los Randes ở nhánh thua đầy đen đủi. Chưa dừng lại, ngày thi đấu thứ hai tiếp tục khiến khán giả phải sửng sốt vì cả TSM và Lord Undead đều phải tạm dừng cuộc chơi với những sai lầm vô cùng đáng trách. Trong khi DMX đã lấy lại phong độ cần thiết, sự vươn lên của họ vẫn tạo ra một cú tát quá đau đớn cho thành viên Lord Undead. Nếu chỉ tính những lần chạm mặt gần nhất, Lord Undead hoàn toàn áp đảo và thậm chí trả thù thành công thất bại trước DMX ở tuần thi đấu đầu tiên của mùa giải. Thế nhưng, ở thời khắc cần thiết đến chiến thắng nhất, họ lại không thể thành công tái diễn kết quả đáng mong chờ đó. Dẫu vậy, DMX vẫn không thể tìm ra được lối đánh hiệu quả với team VK ở bán kết nhánh thua và cũng phải ngậm ngùi chia tay WBR 2022. Trái với những dự đoán ban đầu, LBR và OMH sẽ là hai đội tuyển cuối cùng cạnh tranh ở trận chung kết nhánh thắng, và NMG cùng với TVK sẽ đối đầu ở chung kết nhánh thua vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Chắc chắn, với những tình tiết bất ngờ ở thời điểm hiện tại, cuộc đấu cuối cùng của WBR 2022 sẽ còn nhiều diễn biến không thể nào lường trước được. Chính vậy, hãy cùng tiếp tục theo dõi các số tiếp theo của bản tin top chiến để cập nhật những thông tin chính xác nhất nhé. Và thông tin vừa rồi của Y2 Brazil cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi. Và nhớ rằng WCS Finals, những trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch vẫn sẽ được diễn ra trong tuần thi đấu này. Nhớ đón theo dõi nha. Chúc các bạn có một tuần thật là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.